À, sau đây mình sẽ hướng dẫn con bác bác Măng ở tỉnh Kiên Giang. Bác chọn mua cho mình một sản phẩm là con set 600 nam, có công suất rất là khủng, 550W. Là bác cổng kém đường vào là đường in này nha, và đường loa là nó chơi được 3 cặp, bác cắm có mấy cặp thì cắm vào đó. Rồi và sau đây mình sẽ kết nối và test cho anh em nghe. Dòng này đánh rebel rất là hay, rất là lực. Rồi mình sẽ kém vào nha. Hay. Rồi. Rồi giờ mình sẽ quay chi tiết sản phẩm. Bác nhận hàng, kiểm tra hàng, đúng hàng thì thanh toán. Rất là đẹp. Rồi. Rồi. Con set 600 nam đã bán, gửi anh Măng ở tỉnh Kiên Giang. Mình sẽ bật nguồn lên. Em nó sáng đèn vàng nên trong video thì mình khó thấy sáng như dòng xanh xuôi. Em mình sẽ test một ban nhạc trước khi đi. Rồi, nó ba giải rất là hay. Bass ở này rất là nhiều. Họ bass hướng 10 giờ mà nghe rất là lực. Rất là sâu. Rồi tất cả là hoạt động ok nha. Rồi sau đây mình cũng đếm chiều nay gửi luôn cho bác nha.